Thưa sư, người giữ năm giới đã phạm một giới thì có mất luôn bốn giới kia không ạ? À? Ngoài việc thọ giới lại nhờ quý sư có giới thì còn cách nào nữa không ạ? À? Và có bao nhiêu cách thọ giới? À, kính tri ân sư. À, thưa quý vị, trong cái giới thì nó có cái dạng gọi là cái giới lốm đốm, giới bị sức mẻ. Thì cái dạng mà giới lốm đốm với sức mẻ, ví dụ như mình năm giới mà mình mẻ đầu mẻ đuôi, tức là mình rớt cái giới thứ nhất hoặc là rớt cái giới thứ năm hoặc là bị lốm đốm bị rách đó, thì nó giống như là mình rớt cái giới nằm ở giữa. Cho nên là không có cái chuyện là mình đứt một giới thì có nghĩa đứt hết cả bốn giới, thì không phải như vậy ha. Cái nào nó ra cái đó. Quý vị giữ được bốn giới thì quý vị có phước của bốn giới, mà quý vị không giữ được một giới thì quý vị tạo cái nghiệp của một giới. Cái nào ra cái đó, nó không có đánh đồng với nhau được. À, còn cái cách để mà thọ giới thì quý vị cần phải thọ trì ở nơi mà người có giữ được năm giới, tốt nhất là như vậy. Chứ còn mà quý vị tự mình thọ trì thì nó không có được cái mãnh lực để mà quý vị giữ giới. Cái kiểu là hôm nay thì tôi thọ giới, tôi tự tôi thọ giới thì hôm sau tôi phá giới, cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Do cái đối tượng mà mình để mà truyền trao giới, đối tượng đó nó không có đủ cái trọng lượng, cho nên là nó không có đủ cái năng lực để cho quý vị có sự quyết tâm trong cái sự kiện giữ giới. Thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, tôi sẽ cũng hoàn toàn đồng ý với cách trả lời của Đức Hành Tại. Có nghĩa là cái câu đầu tiên á là nói đúng là giới nào ra giới đó thưa vị, chứ không có thể nói mà nói đứt một giới xong rồi đứt 40 kia luôn, cái này hoàn toàn không có à, đúng không? Nhưng mà trong cuộc sống mà phần sự quý vị là người cư sĩ phần sự đa đoan, đúng không? Sư vẫn khuyên là nỗ lực giữ tròn năm giới, nhưng mà nếu tính chất nghề nghiệp của mình thì mình cố gắng giữ được bao nhiêu vẫn là hay bấy nhiêu, chứ mình đừng có nghĩ là thôi giờ mình lỡ phạm, ví dụ là phạm uống rượu đi, đúng không, rồi cũng phê phê ngà ngà, đúng không, rồi lại không tự chủ được phạm luôn mấy kia đó lại không đúng. Cho nên là cố gắng giữ tròn năm hay tám đó càng tốt, mà nếu mà lỡ có đức á, thì giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ đừng có mình đừng có dễ vui, đúng không? Cái thứ hai á, thì quý vị hỏi là ngoài việc thọ giới thì Đức Hành Tại có nói rất là rõ đó, nên sư không nhắc lại. Thì câu thứ ba thì quý vị hỏi là có bao nhiêu cách thọ giới, thì xin thưa quý vị ở trong vi pháp, chính xác là trong chú giải thì có nói về phần giới, giới phần đó, có nói như vậy. Tại vì vị hỏi có bao nhiêu cách thọ giới thì trong chú giải có nói là có ba cái loại thọ trì giới, còn hay còn gọi là ba cái loại ngăn trừ, là như sau. Loại thứ nhất á, gọi là sự kiên chánh hay ngăn trừ mang tính tự nhiên đó, hay còn gọi là sự kiên chánh hay ngăn trừ, có nghĩa là giới về giới đó theo dịp hay cơ hội. Bali là Sambatta quy ra tí. Cái loại mà giới thứ hai á gọi gọi là cái kiên chánh hay ngăn trừ do trì hành hành trì đó, giới luật gọi là Sammadana quy ra tí. Và cái loại thọ thứ ba là cái sự kiên chánh ngăn trừ do đoạn tận tất cả phiền não, hay do đoạn tận tuần tự phiền não. Bali là Samuchye đã quy ra tí. Thì ở đây á không có thời gian cho nên sư không có giải thích cụ thể ba cái loại mà thọ này cụ thể như thế nào, nhưng mà sư chỉ nói vắn tắt một cái cho quý vị dễ hiểu. Còn quý vị muốn đọc á thì quý vị đọc trong cái quyển 1 Cẩm nang nghiên cứu thắng pháp của ngài Sĩ Lanh Đá pháp triều dịch, cái phần giới phận. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn về ba cái loại mà thọ trì.
Nhưng mà tại ở đây quý vị hỏi nè, hỏi là có bao nhiêu cái cách mà thọ trì giới đó, đúng không? Ở đây sư giải thích một cái thôi để vị hiểu. Cái loại thứ nhất á, gọi là Sambattha Vinati, có nghĩa là thọ trì giới theo kiểu này nè, gọi là một cơ hội hay một dịp nào đó đến với các bạn và bạn kiềm chế không làm điều sai trái. Nhưng mà ở đây cái sự kiên chánh này không phải vì mình phát nguyện hay là hành trì giới luật, mà nó chỉ bất ngờ xảy ra do mình không có kiềm chế việc sai trái thôi. Cái sự kiên chánh tự cái sự kiên chánh mà theo cái bản năng mình này nè, là nhiều khi á, là do thứ nhất là do gì, do là mình do ở đây trong chú giải nói là do những cái hành động ác động khi có cơ hội tham gia vào, do suy tư về địa vị xã hội, do về tuổi tác, do trình độ, do học vấn vân vân, hay là kiềm chế không trộm cắp vì lo rằng tiếng tăm sẽ bị hư hoại, bị bắt. Có nghĩa là cái điều mà thọ trì đầu tiên á, là quý vị thọ trì á, là đôi khi vì cái danh dự của mình, không, cái danh dự của mình là chính, không. Còn cái thọ trì thứ hai á, thọ trì thứ hai á, mới là giới luật theo đúng tinh thần là Phật dạy thì nó cao thượng hơn. Và cái loại thứ ba lại cao thượng hơn nữa là thọ trì do ngăn trừ phiền não, là tuần tự giống như là quý vị biết á, vị thánh dự luôn là ngài tuyệt đối hoàn toàn 100%, không, là giữ ngũ giới đó. Hay là một vị cư sĩ nha, một vị thánh cư sĩ, vị thánh cư sĩ mà ở tầng thánh thứ ba tức là A-la-hàm thì sẽ tự nhiên giữ tám giới đó. Là xin nói vắn tắt cho quý vị biết là tại vì quý vị hỏi có bao nhiêu cách thọ, à, cũng xin kết thúc phần trả lời này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã bổ sung về các cách thọ trì giới luật. Và quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo phần giới, hoặc là những cái bài giảng về Thanh Tịnh Đạo đó của các sư thì cũng đã có giảng về vấn đề này rồi. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.